Dương luôn rồi anh Dạ đúng Hùng rồi, cái này cũng để anh Hùng Bình Dương á. lừa rồi. Sao mấy bạn lên trên mạng mà điện thoại gặp mặt nó gì không, điện thoại gặp mặt gì không? Alo, alo. Em cũng thiệt tình em đâu có biết đâu anh Hải. Giờ À, anh Hải biết sao không, cái nó cũng nói giờ em với người đó cũng có là cũng người Hùng đó đó, Đặng Xuân Hùng đó, ổng cũng nói ổng làm có vợ có chết ba nay 4 năm chết rồi, chết rồi rồi, giỏi quá. À, giờ Ừ, con đứa con giờ gái bên mạng rồi có ở ở điện điện thoại gặp ở mặt Bình với Dương tôi bài quê gặp quán không ở Bình Dương. nè, điện thoại giống tôi với chị gặp mặt không, hay nhắn Dạ tin không, qua nhắn lại không à? nó đâu cho đâu, Ê, chứ không cho là biết tại lừa vì đảo nó rồi, không cho biết lừa đảo rồi, vô kết tại nối vì nhiều nó nói là bên. Thôi bà lên đi, tôi kết nối có cho, tôi làm mai cho, làm mai cho ông Việt Kiều, ông dạ Việt đúng rồi đó. Kiều thì lên đây làm mai cho, lên cái nói thôi tôi cho địa chỉ, lên điện làm mai Việt Kiều, chứ đừng lên kết nối thương trên mạng, lên đây hiệp sĩ cái người thật việc thật rồi, cứ điện thoại cứ nhắn tin không à, là lừa đảo mà. Tôi nó còn lấy hình ảnh tôi lừa đảo ha, nè Facebook tôi giờ nó lấy hình ảnh, nó lấy bây giờ lấy hình ảnh là Facebook hiệp sĩ Quỳnh Hải luôn, rồi đi lừa đảo mọi người làm tôi mang tiếng ha ha. Bây giờ muốn lên gặp người thật việc thật nói chuyện người thật việc thật thì ấy ha. Còn cái này mấy bà cứ lên mạng cứ nhắn tin qua lại yêu thương vậy đi thương bà. Mấy bà lên đây còn làm mai cho Việt Kiều, một ông 80 tuổi súng này còn ngon hơn mấy thằng này nữa, thằng này là cái hình trên mạng thôi, hiểu không? Bà muốn Việt Kiều 80 tuổi hay 75 tuổi hay 60 tuổi, muốn mà muốn nào ông nào để tôi làm mai cho thằng bà. Ừ, muốn bữa đen bữa trắng thật tôi làm mai cho. Mấy bà cứ lên mạng cứ nhắn tin với lại lên kết nối thương đâu cho mặt mấy lừa đảo á, mà lừa đảo hiểu chưa? Dạ trời ơi, tại vì em không biết anh, em rất là thiệt tình. Giờ Rồi hồi rồi tối giờ đây em mới nè, làm. chị sinh năm mấy? Dạ em sinh năm 71. Chị quê đâu? Ở Sài Gòn nè anh. Ừ, xe đường phường mấy quận mấy? Ở đường Phạm Hữu Lầu, Quỳnh Tấn Phát nè anh. Trân Ở Khoét, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. ở nhà bè Quỳnh Khoét, nhà bè biết rồi. Để đi con làm mai cho thật, lên đi cái đó thương đi. Chị mấy đứa con rồi? Anh biết sao không? Dạ có hai đứa nhưng mà thôi lâu rồi, bây giờ nó có vợ có chồng hết rồi anh Hải. Trời, lên đi cái lùm mai cái nó thương cho. Dạ còn. À giờ anh Hải biết không, giờ vậy đó thành ra em mới nhớ chực là có anh Hải hiệp sĩ ở Bình Dương. Người Em ta mới người nhờ, em mới nói anh Hải. người ta làm miễn phí đâu rồi, ta là kết nối thương miễn phí đâu cày bẹt đâu, ở đây làm miễn phí mà, ở đây hiệp sĩ hay là miễn phí muốn cày bẹt hay đó ha. Ừ, vậy thôi. Dạ. Ừ, Vậy là mấy người đó là giả hết đó hả hết rồi. Bạn có nói chuyện gặp mặt được như hiệp sĩ Minh Hải không, hay là nhắn tin anh yêu em yêu anh này kia, em đang anh đang ở nước ngoài, anh đang làm việc ở nước ngoài, anh đang làm việc ở Singapore, em đang làm việc, anh đang làm việc Singapore Hồng Kông rồi này kia, rồi thằng này nó ở nó làm việc ở đâu, nên là cái thằng này đó là ở không. Ổng nói là vậy nè anh, em nói ổng nói cũng rõ lắm, ổng nhắn tin mà rõ lắm nha. Ổng nói là ổng buôn cửa hàng ban buôn bán nội thất nó ở quê quán ở Bình Dương, mà ở ngay em hỏi ở ngay chỗ đường nào, ổng nói là ngay chỗ cái thành phố mới đi lên khoảng 10 cây ngay là cái đường bên bên cổng xanh Tân Uyên á anh. Dạ xạo thì đó ổng nói vậy đó. xạo không xạo rồi 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 sao bà làm sao bà có tiền với ổng là 10 triệu là tiền gì, nó lừa mày bao nhiêu Không phải tiền, là tiền của ổng, nó lừa hết nhiêu? không em nói anh nghe, không phải là ổng lấy thì ổng trong cái ekip đó thôi em Là không có biết, nó cho ổng nhưng gì mà cái bên cái coi kết nối ổng yêu gì thương là con nhỏ đó nè đó là nè 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 cô nói chuyện nghe nè, nè cô nói chuyện nghe, chị nghe cô nói nè, là đừng nói ổng ổng cái hình của người ta, hình thật của người ta, hình hình của người ta trên mạng nó lấy xuống hiểu chưa, rồi kết nối thương nó kêu đóng tiền, nó kêu đóng tiền phí đúng không, đúng rồi 10 triệu là cái con nhỏ đó nó không? kêu, con nhỏ đó nó kêu đó, con nhỏ mà cái giấy chứng minh nhân dân á. Rồi, chứng minh giả luôn, chứng minh dân của nó là giả luôn, chứng minh dân của nó là giả luôn, giấy mà trên mạng là giả hết hiểu chưa, Dạ giấy thì tờ đó, trên mạng nó làm giả hết. thì bởi vậy em mới nói là con nhỏ đó đó là Ừ. em với ổng á nói chuyện khoảng 2 tháng rồi anh Hải, Trời, ông giờ rồi nói bắt chuyện đầu nó nghe mới đấy kêu kìa, đóng 10 nói chuyện triệu. bằng gì, hai nói chuyện bằng gì đó kìa, nói chuyện 2 tháng nhắn tin qua nhắn lại 2 tháng thì nói chứ đừng nói là nói Dạ chuyện với đúng ổng, rồi. nói chuyện với nhỏ gái nào hình nhỏ gái thành giả luôn,
Thấy mấy bà già mấy bà thiệt bà mát biết bà quá. Mẹ ơi là mẹ, mày làm ơn mẹ, Ngu quá mẹ bình tĩnh lại đi mẹ ơi, mẹ đừng lên mạng, mẹ đừng lên, mẹ điện thoại gặp mẹ xíu hãy về không, hay là mẹ cứ nhắn tin với em mấy thằng trai, mẹ nhắn tin mấy thằng trai phải không, em tại đâu có mẹ mẹ biết đâu, em chỉ mẹ nhắn nghe tin thôi chứ mẹ em có thấy đi nói cách chuyện nói được gì yêu không. thương. Nè nè, lúc đầu mẹ nói chuyện với con nhóm gái, mẹ nói có nói chuyện gặp mặt gì không, hay là nhắn tin qua, nó là gái, Nhắn nít con tin, gái, nhắn nít tin. là nít con gái, hình ảnh con gái, hiểu chưa. Con nhỏ này nó là nó bên công ty sự kiện là cách yêu thương phải không, nó là nó bên sự kiện Cũng cách là yêu cái thương câu lạc bộ. à, cái bộ cách yêu thương, rồi cái bộ cách yêu thương xong rồi cái nó giờ muốn vô video phải đóng kỳ phí phải không, Dạ đúng rồi, nè đóng phí rồi, đóng đúng tiền vô phí. rồi, đóng vô mà hên mà còn chưa chưa còn giai đoạn cửa nữa, muốn gặp ảnh thì phải quay số, muốn gặp ảnh phải quay số trúng thưởng à, như nó giờ là lúc đầu nó cho mình ăn vài 300.000, cái mình quay cái giờ là mình đã đầu nên trúng nhiều phải đó đóng thuế, Dạ. đóng thuế nó bắt Dạ. đóng thuế xong đóng vô nó là kẹt mạng, đóng vô nó sai cú pháp, đóng vô nó sai số cọc phản đó, rồi mấy bà bị lừa thì bây giờ bà làm Thì ơn mấy bà đó. rồi đi lừa mà chỉ một đôi cách sau nó Trời coi ơi. Em bị biết, lừa anh biết không? Không có đóng, nó đưa em cái tài khoản, cái em đóng vô cái nó nói em là sai, sai thông tin. sai kênh đúng rồi. Sai thông tin. Rồi, À, rồi sao nữa? cái bây giờ đóng lần hai, anh hiểu không? Đóng thêm 10 triệu nữa, đóng thêm 10 triệu mới lấy được ra cái 10 triệu của mình đóng trước. Em nói trời ơi, Thế kỳ anh vậy? biết không, mình không có tiền, mình đi mượn, đi hỏi, đi vay mới được 10 triệu mình đóng. Tại vì anh Hải biết không, em á thì nói thiệt tình anh Hải nghe, em không có biết lừa gạt hay không, nhưng mà em suy nghĩ như vậy, cái tình hạnh phúc gia đình, thí dụ bây giờ em ở có một mình, em cũng nửa đời, em cũng 50 giờ còn Thôi được rồi gì mà nữa cái đâu. cục lấy cục mai cho ông già 60 tuổi cho bà ông Việt Kiều 60 vậy, ông giờ lấy cái kỳ hưu một tháng mấy ngàn, nó kỳ hưu nó tháng được 3.000 nuôi bà được rồi, ông Việt Kiều ông về Việt Dạ. Nam cũng là từng nuôi hưu Mỹ tháng 3.000 đô, ông súng đạn còn ngon lắm, súng đạn ngon, tôi dắt ông đi súng đạn thử rồi, thử súng cũng ngon lắm, nhạy lắm, bắn lẹ lắm được không. Okay. Thì được, được không có gì hết anh Hải, là mai ai cũng được, nhưng mà miễn Mà đang em được quen cái có cái tấm thân nương dựa đồ chứ, để cuộc anh nghĩ không, hạnh phúc gia đình mà, thí dụ giờ nó đánh đổi 50 triệu cũng có sao đâu, đúng không anh Hải? Em nghĩ đúng rồi vậy, thành đúng ra rồi mình dễ thật thà quá, mình dễ bị lừa, chứ còn ngoài ra hạnh phúc gia đình mà bao nhiêu là không được. rồi bây giờ tôi do địa chỉ chị rồi tôi nếu tôi nhắn cái địa chỉ sáng mai chị lên rồi tôi kết nối thương cho chị được không, quay lên kết nối thương lại quay quay lên được không, quay lên kết nối thương á Dạ. quay lên đi như mọi người kết nối thương vậy á, để cho mấy ông chọn được không, Dạ. rồi thì mai lên đây cô cho địa chỉ rồi mai lên thì cách nó thương cho chị, thì chị thấy về hạp người nào hạp về tôi đưa hình ảnh cho chị coi, ở đây là tôi lựa giới thiệu người đàng hoàng với giới thiệu ba trận không, Đúng rồi anh Hải, mà nghe tiếng, mà bởi vì nghe tiếng mới đi tìm đó. Nghe tiếng anh Hải đường phố mà gặp thì hiệp sĩ mà mới đi tìm anh đó chứ. ai giới thiệu Mà không có một người ở gần nhà nói ủa sao cái những cái người đó ở Bình Dương mà mày không có tìm anh Hải, nghe nói ra Bình à Dương quên tên anh à, Hải đi, nói cái anh gì ở em Bình sĩ Dương, Quỳnh anh Hải, gì ở Bình Dương. em sĩ Quỳnh À, đúng rồi, Hải anh Hải gì, anh Hải đó, là lần đầu cái em mới về em bấm cái Google em xin, em bấm cái Google em mới kêu là để là cho em tìm, cho em gặp được anh Hải hiệp sĩ Bình Dương. Cái nó lên, nó lên thì phải bấm dạ bên YouTube anh Hải. rồi dạ ở đây tôi kết nó hơn nhiều lắm dạ rồi dạ anh rồi Hải giờ đang nằm ở nhà ở đâu vậy, đang ở nhà được nghỉ chưa? ngày chưa giờ phải đi nữa mới về nhà đi Dạ nữa anh Hải cực quá ha, làm cho xã hội cực ở đây ghê, xã nhưng mà nó hội vui ha anh chui làm như mới ha. vui cho đỡ buồn Dạ vui, chứ nhưng giờ mà con cái cho đỡ với về anh nhà giúp buồn lắm, được nhiều người về nhà buồn lắm không, với anh làm vậy anh cũng giúp được, anh cũng giúp được thì xã hội nhiều điều tốt mà. rồi Dạ nhưng mà về thôi nhà em cảm buồn lắm ơn anh Hải, rồi 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 dạ rồi có gì anh Hải ai gắn địa chỉ đi em chạy lên. rồi rồi để nhắn địa chỉ rồi ngày mai lên nghe, rồi đọc đọc cô nghe, cô nhắn địa chỉ rồi đọc giùm nghe, rồi 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 cảm ơn chị rồi bye chị rồi 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 Đây rồi.